cơ sở kinh doanh dược cần bảo đảm cung ứng kịp thời đủ thuốc có chất lượng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người dân. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có công văn bản gửi các sở y tế, bệnh viện và doanh nghiệp dược về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị sau mưa lũ. Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương rà soát, chủ động thực hiện mua sắm thuốc theo các hình thức phù hợp để bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và nghiêm túc tuân thủ quy định về thặng số bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn bảo đảm cung ứng kịp thời đủ thuốc có chất lượng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh và người dân. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược, cung ứng thuốc và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc không đảm bảo chất lượng, lợi dụng dịch bệnh, mưa lũ để tăng giá thuốc bất hợp lý. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương rà soát, chủ động thực hiện mua sắm thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão theo các hình thức phù hợp để bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở.